Các bạn có thích tiếng chim hót không? Bây giờ tôi sẽ giúp các bạn đưa những tiếng động như tiếng chim hót hoặc tiếng nước của biển vào video chúng ta cho sinh động hơn. Để làm điều này, các bạn về phần xây dựng mô hình. Sau khi chúng ta về phần xây dựng mô hình, các bạn chuyển về tab object. Chúng ta chuyển đến phần loa âm thanh, bấm vào biểu tượng loa ở đây. Ở đây phần mềm đã cho chúng ta khá nhiều loại loa âm thanh, từ những âm thanh ngoài đường phố đến thiên nhiên và trong phòng và tiếng người. Nếu như các bạn muốn thử, chúng ta chỉ việc di trỏ chuột vào các vị trí loa thì phần mềm sẽ tự động review chúng ta biết trước loa đó tiếng gì. Ví dụ tôi di chuyển vào đây, các bạn nghe rõ chưa ạ? Đây là tiếng ở quán cà phê. Còn qua tab bên cạnh, chúng ta sẽ có những âm thanh thiên nhiên, ví dụ như biển động và chim hót. Các bạn nghe rõ không nào? Bây giờ tôi sẽ chuyển về phần đánh dấu của tôi. Đầu tiên, tôi chọn phần biển và cho vào. Tôi bấm vào. Tôi đặt ở vị trí ngoài này. Nhấn chuột trái vào. Sau khi nhấn vào, chúng ta có quyền chỉnh sửa. Tôi bấm vào phần Edit. Và bấm trực tiếp vào loa. Một bảng hiện ra cho chúng ta biết Volume, tức là cường độ phát ra âm. Các bạn chú ý có hai vòng tròn. Vòng tròn nhỏ này chúng ta sẽ nghe tiếng rõ nhất. Vòng tròn xa này, tiếng sẽ suy giảm dần. Tôi cho phần Min Distance cao lên thì rõ ràng âm thanh ở vòng tròn nhỏ này sẽ có bán kính lớn hơn và chúng ta sẽ nghe rõ ràng hơn. Tôi kéo lên. Các bạn nghe rõ chưa ạ? Tiếng biển đã sát gần tai tôi rồi. Và chúng ta cũng có thể tăng phần Max Distance lên thì nghe càng rõ hơn. Nhưng chúng ta cũng không nên lợi dụng quá nhiều, bởi vì tiếng chỉ để phụ họa thôi. Nếu bạn cho to quá thì cũng không hay lắm. Tôi sẽ giảm đi. Chúng ta sẽ nghe vừa phải vào thôi, không cần quá to. Tôi giảm đi. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta chuyển qua lệnh khác để kết thúc. Tôi chọn lệnh di chuyển. Và chúng ta bấm vào đây. Tôi sẽ cấy một tiếng chim vào đây. Và bấm vào vị trí ngay đây thôi. Bấm chuột trái. Chúng ta cũng edit. Và bấm trực tiếp vào. Ở đây chúng ta cũng có 3 chức năng mà thôi. Cũng tương tự, tôi tăng phần này lên. Tiếng chim sẽ rõ ràng hơn. Một buổi sáng thật trong lành phải không nào? Tôi có cảm tưởng trong lành như đất trời Đà Lạt vậy. Nếu có dịp, hãy lên đây cùng tôi hội họp vào cà phê nhé. Còn bây giờ, tôi sẽ chuyển qua công cụ di chuyển và kết thúc video này tại đây. Nếu được, các bạn có thể chọn lựa những âm thanh sao cho phù hợp nhất để chúng ta lồng vào video để cùng nhau kết xuất một video sinh động nhất.